Chào các bạn, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục là một bài đọc dài. Bài này được đưa ra trong đề thi năm 2021 tháng 7. Với cái bài dài ấy, thì mình thấy để tìm đáp án thì nó cũng không quá khó, chỉ có một cái cản trở lớn nhất để các bạn khó tìm đáp án, đó là nhiều khi chúng ta đọc dài quá, lan man quá, xong không biết là nó đang nói về cái gì. Cái việc mà khả năng đọc dịch, khả năng hiểu câu của mình nó chưa được sát, nên là mình cũng sẽ không biết là người ta đang nói cái gì để mà chọn thôi, chứ còn câu hỏi thì nó cũng không phải là lắt léo gì cho lắm. Nên là bây giờ mình sẽ cùng thử làm cái bài này nhé. Với bài dài thì bao giờ cũng thế, đọc câu hỏi là điều tiên quyết rồi, nên là chúng ta sẽ cùng đọc này. Ở cái bài này nó còn dễ hơn cái bài ngày hôm trước, là nó còn có các cái phần gạch chân cho mình để biết là cái đáp án nó đang nằm ở đâu, hoặc là cái phần người ta đang hỏi nó nằm ở cái khoảng khoảng nào để mình định vị. Nhưng mà cái bài trước còn chẳng có cái gạch chân nào đúng không? Nên bài này vẫn là thuộc cái dạng gọi là dễ rồi đấy. Nên là chúng ta cùng đọc nhá. Tai kutsu suru mai ni jikan wa sugita to wa douyu koto ka. Cái câu gạch chân này nó có nghĩa là như thế nào? Bây giờ mình sẽ cùng thử đọc này. Cái phần gạch chân thì nó nằm ở toàn giữa giữa này cơ, nhưng mà mình vẫn phải đọc từ đầu đến cuối thôi. Khi mà đọc hiểu thì đừng có đọc chộp giật. Đọc chộp giật thì nó cũng sẽ không được lâu bền lâu dài, và nó cũng không luyện cho mình cái kỹ năng đọc hiểu một cách tổng thể. Đọc cái gì thì mình cũng phải đọc hết thôi. Mình sẽ đọc từ đầu nhé. Katsute wa gakko o sotsugyo shitara sore kara 30 nen ka 40 nen no jinsei o kangaereba yokatta no desu. Sau khi mà mình tốt nghiệp trường phổ thông đúng không? Còn ở đây nó là katsute hóa là ngày xưa ấy, thì sau khi tốt nghiệp trường phổ thông thì là kangaereba yokatta, gọi là kangaereba ii, gọi là mình chỉ cần nghĩ về cái cuộc đời của mình khoảng tầm 30 đến 40 năm sau là được. No desu, gọi là ngày xưa thì nó là như thế. Ima wa gakko o detemo kore kara ato 80 nen chikai jinsei o kangaenakereba ikenai kamoshiremasen. Còn im mạo hóa, ngày xưa thì là như thế, còn bây giờ thì cho dù mình đã ra trường đi chăng nữa thì là có thể là mình sẽ vẫn phải suy nghĩ về cái cuộc đời của mình trong khoảng tầm gần 80 năm sau. Watashi tachi o machi fuse shiteru jinsei no shikan ga tondemo naku nagaku natte shimasu. Cái dịch càng gá ở đây nó là cái dấu phẩy đầu tiên, mình sẽ dịch từ đây trở lại này. Cái cuộc cái thời gian của cuộc đời mà đang chờ sẵn chúng ta ấy, cái từ machi fuseru ở đây nó đang giải thích ở bên dưới này, nó là kakurete matsu, nó đang chờ sẵn, phục sẵn. Tondemonaku nagaku natte imasu. Tondemonai ở đây nó bằng với cái nghĩa là phi lý này, khác thường này, khác lạ này, đến mức kỳ lạ này, đến mức thái quá này. Còn nagaku natte imasu nó đang kéo dài hoặc là trở nên dài hơn một cách kỳ lạ, dài hơn một cách rất là thái quá, đúng không? Cái thời gian cuộc đời đang chờ chúng ta sẵn ấy thì nó đang trở nên dài hơn một cách rất là kỳ lạ. Ukachi ni toshi mo torenaku natteru no desu. No desu ở đây để giải thích cho cái câu đằng trước ấy, hoặc là liên kết hoặc là kết nối với cái câu đằng trước. Câu đằng trước người ta đang nói về thời gian cuộc đời nó đang trở nên dài ra một cách kỳ lạ, bởi lẽ rằng là trong lúc chúng ta vô tình hoặc là không để ý tới. Ukachi ni ở đây nó giải thích là bằng với ukari mà, thì là kiểu vô tình trong lúc chúng ta lơ đễnh hoặc là không để ý tới thì hầu như là chúng ta cũng đang không hề già đi. Hakunen mae jinsei 50 nen to iwareta jidai ni wa donna koto o suru no ni mo tondemonai shikan ga mottai nai kurai kakatte shimaimashita. Khoảng 100 năm trước kia, vào cái thời đại mà cuộc đời con người thì được nói là nó chỉ khoảng tầm 50 năm thôi. Donna koto o suru ni mo là cho dù là mình làm bất kể một cái việc gì đi chăng nữa thì tondemonai shikan ga mottai nai kurai kakatte shimaimashita. Kakaru ở đây nó sẽ đi với shikan này, là dù làm bất kể việc gì thì cũng tốn rất là nhiều thời gian, đến mức mà nó lãng phí. Cái thời gian đấy như thế nào thì là cái thời gian là tôn điều muốn ai gì cần, là cái thời gian mà có những cái thời gian mà kiểu không thể đếm xuể được, cái thời gian rất là quá đáng rồi là phi lý, thì nó tốn rất là nhiều những cái thời gian lãng phí một cách rất là phi lý như vậy. Jido Saganakata thời đó thì vẫn là không có ô tô này, Hikoki Ganakata không có máy bay này. Dokoe yuku no ni mo ima kara kangaereba tondemonai tondemonai shikan ga kakatte imasu. Cho dù là mình đi
đến đâu đi chăng nữa, ima kara kanga để và nếu như mà bây giờ xét từ cái góc cạnh bây giờ, nhìn lại với cái thời điểm hiện tại thì là nó đang tốn một cái khoảng thời gian hết sức là vô lý. Sore ga atoyu ma ni dondon tokunatta. Dondon tokunatta đây nó đã rất là xa vời rồi. Dondon là để miêu tả cái mức độ của cái việc là tokku này thôi. Có nghĩa là bây giờ thì cái điều đó thì nó đã đi quá xa rồi. Nó đã quá là xa vời rồi. Atoyu ma ni ở đây là trong nháy mắt, thì cái việc mà tốn quá là nhiều thời gian như vậy thì nó đã trở nên rất là xa vời rồi. Shinkansen ga dikita. Shinkansen là tàu tốc hành thì nó đã được hình thành này. Kachite wa ugoku koto dake dewa nakute nani o suru no ni mo doko e iku no ni mo shikan o kangae nakereba naranakatta no desu. Không chỉ là trong cái việc là di chuyển hoặc là vận chuyển thì nani o suru no ni mo, cho dù là làm bất kể việc gì, doko e iku no ni mo là đi bất kể đâu, thì là chúng ta cũng sẽ cần phải suy nghĩ kangae nakereba naranai, suy nghĩ về mặt thời gian. Iroro na koto o suru toyu no wa shikan no kakaru koto o aete suru koto deshita. Mình thấy là toyu no wa thì là định nghĩa rồi. Cái việc mà mình làm rất là nhiều thứ thì nó cũng có nghĩa là mình phải dám hy sinh thời gian, hoặc là dám dành thời gian cho nó, hoặc là dám mất thời gian. Tsukemono ni wa kisetsu ga hitotsu hitsuyou deshita. Ngay cả cái ni wa thì là ngay cả cái việc là muối, dưa muối hoặc là làm các cái đồ ghém ấy, đúng không? Thì là cũng phải cần có một cái mùa nhất định. Jinsei wa mitsukakatta toki ni nanika suru no ni sore dake nagai shikan ga hitsuyou deshita. Khi mà cái cuộc đời hay là cái cuộc khi mà cái cuộc đời nó ngắn ngủi ấy, thì sẽ cần phải có một, thì để mà làm một cái việc gì đó ấy, lại cần một cái khoảng thời gian rất là dài như vậy. Soredake ở đây nó đi với cái đằng trước, cái câu đằng trước là người ta đang nói về cái việc là mất rất là nhiều thời gian để làm các thứ. Thì trong cái thời đại mà cái cuộc sống của chúng ta nó rất là ngắn ngủi như thế thì là đã để xả, đúng không, đã rất là cần một cái khoảng thời gian dài kiểu như vậy để mà làm một cái điều gì đó. Deskara taikutsu suru mae ni shikan wa sugita no desu. Deskara thì nó sẽ đi với no desu ở đây để miêu tả lý do. Bởi vậy cho nên mà trước khi mà chúng ta cảm thấy chán thì là cái thời gian nó đã đi trôi qua mất rồi. Thì cái câu đầu tiên của mình ở đây người ta đang hỏi là trước khi mà ta thấy chán thì cái thời gian nó đã trôi qua mất rồi thì nó có nghĩa là như thế nào. Thì đọc cái đoạn đấy là mình có thể trả lời được câu hỏi rồi đấy. Bây giờ mình sẽ loại dần nhá. Tsukemono o tsukeru kisetsu wa sono junbi ga totemo isogashikatta node taikutsu suru youna hima wa nakatta toyukoto. Nó có nghĩa rằng là bởi vì cái việc chuẩn bị cho cái mùa để muối dưa hoặc là muối cà hoặc là muối các cái đồ ghém ấy thì nó rất là bận rộn nên là không còn thời gian rảnh, không còn cái hima để mà chán nữa. Thì cái đoạn mà isogashi này thì là không phải này. Cái việc mà chuẩn bị cho cái mùa tsukemono o tsukeru ở đây thì cũng không phải này. Zidōsa ya hikōki ga nakatta goro ni kuraberu to ima wa taikutsu suru mae ni mukutekichi ni tsuku koto ga dekiru toyukoto. Thì người ta đang giải thích cái câu gạch chân đấy có nghĩa là so với cái thời mà không có máy bay hoặc là không có xe ô tô thì bây giờ trước khi mà mình thấy chán thì là mình đã có thể đến được cái nơi mà đến được cái nơi mà mình cần đến rồi. Mukutekichi ở đây là cái nơi mà mình cần đến, cái nơi mà mình muốn đến. Thì cái câu này thì sẽ có những bạn mà có thể là sẽ nhầm ở cái câu số 2 này, nhưng mà mình sẽ tìm đáp án bằng cái cách nào nhỉ? Khi mà cái câu gạch chân này của mình nó có cái từ no desu này, sau nó kết nối của cái câu gạch chân này nó lại có desu kara, nên là mình sẽ thường phải đi tìm ở những cái câu xung quanh đấy để mà biết được là người ta đang muốn nói đến cái gì. Và cái no desu ở đây nó là cái hinto để muốn nói rằng là nó đang giải thích cho cái câu đằng trước. Cái câu đằng trước là người ta đang nói về cái việc là khi mà cái cuộc đời của chúng ta nó rất là ngắn ngủi thì là đã cần
cái khoảng thời gian rất là dài đến mức như vậy để mà làm một cái việc gì đó. Nên là trước khi mà chúng ta chán thì là đã mất rất là nhiều thời gian rồi, đã tốn rất là nhiều thời gian rồi. Nên là cái câu số 2 này của mình cũng đang không có đúng, đang không hề nói về cái ý đấy. Ở đây nó đang nói về cái việc là mokutekichini chukukoto ga dekiru thì nó đang không phải là cái ý này. Còn cái câu số 3 là gì? 100 年前は何をするにも非常に長い時間が必要だったので人生で退屈する時間はなかったということ。Nó có nghĩa rằng là để mà làm một cái việc gì đó cách đây khoảng tầm 100 năm trước thì cần một cái khoảng thời gian rất là dài. Nên là cái khoảng thời gian để mà mình chán trong cái cuộc đời này thì nó không có. Thì nó chính là cái đáp án của mình. Nó đi liền với cái câu đằng trước ở đây. Ngày xưa thì là cần nhiều thời gian, nên là trước khi thấy chán thì là coi như là đã qua mất rồi còn đâu. Thì là không còn thời gian để mà chán nữa. Câu số 4 là gì? Katsute hitobito wa shikan no kakaru koto wo aete shite itta kara taikutsu suru no wa atarimae no koto datta toyukoto. Bởi vì rằng là chúng ta dám dành thời gian, đúng không? Ngày xưa thì mọi người dám dành thời gian nên là cái việc chán là cái việc đương nhiên, thì là sai hoàn toàn rồi. Người ta không chán mà, đúng không? Trước khi chán thì đã thời gian đã trôi qua mất rồi còn đâu. Thì là cái đoạn atarimae này là bị sai này. Bây giờ đến câu số 69 mình cũng sẽ tiếp tục đọc câu hỏi là tại sao mà ngược lại thì cái thời gian thì lại trở thành một cái gánh nặng ấy, thì là tại sao? Thì bây giờ mình tìm tại sao thôi. 昔から一泊か二泊を要したところへ今は日帰りで行って帰ってくるということをしている。Thì chúng ta sẽ tìm chủ ngữ trong câu này, nó chính là imạo hóa này. Nhìn xuống cuối câu thì là shiteru này. Hiện tại bây giờ ngày nay thì chúng ta đang shiteru, chúng ta đang thực hiện cái việc là đi lại trong ngày hoặc là đi về trong ngày tới cái ế này, đúng không? Tới những cái nơi mà cần phải đến tận một đêm hoặc là hai đêm vào ngày xưa. Có là thời ngày xưa ấy thì là phải mất đến một đêm hoặc là hai đêm. Nhưng mà bây giờ ấy, thì là chỉ cần là đi lại trong ngày tới những cái nơi đó thôi. Son nani shikan o oshinde monogoto o isoide shite shikamo mukashi no hito no ikita no yori mo sono 2 bai ni chikai you na nagai nagai jinsei o okuranakereba ikenai. どうしたら時間がむしろ負担になってくるかもしれません。Cái câu này rất là dài đúng không? Mình đọc xong là mình đã thấy hơi hoa mắt chóng mặt rồi đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn theo các cái dấu phẩy và nhìn theo cấu trúc ngữ pháp giống như là bài hôm trước mình đã chia sẻ. Thì ở đây mình thấy là oshinde ở đây là nối tiếp thời gian đến mức như thế này. Tiếp đến là monogoto isoide shite là rất là gấp rút trong mọi việc này. Hơn nữa thế nọ thế kia, mình thấy là Yona ở đây là kiểu như là, nên là mình phải đọc tiếp đến tận tostara. Tostara đây là cấu trúc ngữ pháp, mình sẽ hiểu là giả dụ như là, đưa ra một cái ví dụ. Có là nếu như mà chúng ta phải sống một cái cuộc sống, sống một cái cuộc đời rất là dài, kiểu như là gần như là, đúng không? Tăng gấp đôi so với cái cách sống, với cái cuộc đời của người ngày xưa, rồi cái gì cũng sẽ gấp rút trong mọi việc, rồi nuối tiếc thời gian đến mức mà như vậy ấy, thì có thể rằng là thời gian ngược lại thì nó lại còn đang nát tê cơ đự, nó đang trở thành một cái gánh nặng. Thì người ta đang hỏi là tại sao mà lại trở thành gánh nặng, đúng không? Thì mình phải đọc tiếp này. Bên đi ni natte shikan ga don don setyaku sarete kita tokoro ga isso no shikan no hou wa don don to nagaku natta. Bên đi ni natte thì khi mà thấy thể tê ở đây thì là mình sẽ dịch theo thứ tự trước sau thôi. Khi mà cuối cuộc sống của mình ấy, hay còn gọi là khi mà mọi thứ trở nên tiện lợi ấy, thì cái thời gian ấy thì lại càng được tiết kiệm này. Thế nhưng mà shikan no hou wa là cái khoảng thời gian của một đời thì lại càng trở nên dài hơn. So suru to khi đó thì dou iu koto ni naru desho ka, thì khi đó điều gì sẽ xảy ra đây? Thì đây lại bắt gặp một cái câu hỏi tu từ đây. Câu hỏi tu từ của mình đó là cái cuộc đời của chúng ta khi mà thời gian nó được tiết kiệm đi và cái thời gian của cuộc đời thì lại ngày càng dài ra, thì điều gì sẽ xảy ra vậy? Chikawanai shikan mote amasu
chika, nani mo shinai shikan, kyokuta ni uto, nani o shite ii no ka wakaranai shikan ga dondon fuete kuru toyukuto desu. Thì câu này kết thúc là toyukuto desu thì có nghĩa rằng là, đúng không? Thì đang trả lời cho cái câu đằng trước này này là khi mà thời gian sống của chúng ta dài hơn thì nó sẽ trở nên như thế nào? Thì là cái khoảng thời gian mà, thì có nghĩa rằng là cái khoảng thời gian mình không dùng tới này, cái khoảng thời gian thừa, khoảng thời gian trống này, cái khoảng thời gian mà mình không làm gì này, hay nói một cách chính xác hơn, nói một cách gọi là đúng đắn hơn ấy, thì chính là cái khoảng thời gian mà mình không biết là nên làm cái gì cho đúng ấy, thì nó là ngày càng trở nên nhiều hơn, ngày càng trở nên gọi là tăng dần. 私たちの人生は先に途方もない時間が待っている人生です. Cuộc đời của chúng ta là một cái cuộc đời đang chờ sẵn những cái khoảng thời gian mà không đếm xuể ở phía trước. Có nghĩa là trong cái cuộc sống của chúng ta, trong cái cuộc đời của chúng ta ấy, thì những cái thời gian mà mình không thể nào mà biết trước được này, mình không thể nào đếm trước được này, nó đang chờ sẵn ở phía trước ấy. Cái từ toho monai đây thì nó bằng với lại ton de monai là để chỉ những cái gì mà nó rất là phi lý này, khác thường này. Thì ở đây mình sẽ dịch đơn thuần nó là cái những cái khoảng thời gian mà mình không thể biết trước được, hoặc là những cái khoảng thời gian mà mình không thể nào đếm xuể được ở phía trước. Thì là cái cuộc đời hiện tại của chúng ta đang là một cái cuộc đời ở phía trước còn rất là nhiều những cái khoảng thời gian như vậy. So shita koto o kangaeru toki ni masu masu yuyou ni natte kuru no ga watashi no kangae de wa dokuso desu. Khi mà mình nghĩ như vậy là nghĩ rằng là có rất là nhiều cái khoảng thời gian trống ở phía trước trong cái cuộc đời của mình ấy, thì là cái việc mà trở nên rất là quan trọng, vô cùng quan trọng hoặc là ngày càng quan trọng ở đây theo cái quan điểm của tôi nó chính là đọc sách này. 私たちの人生に比をなく割り込んできてしまう. Và nó sẽ làm sao? 割り込む ở đây là nó sẽ chen ngang vào này, rồi len lỏi vào này. Cái từ này có nghĩa là dù muốn hay không muốn, 比をなく là cho dù mình muốn hay không muốn thì nó cũng sẽ len lỏi hoặc là chen ngang hoặc là nó đi vào trong cái cuộc đời của chúng ta. この途方もない長さの時間に十分に耐えられるだけのソフトウェアを持っている。それどころかどんなに一層全部を誓っても絶対に使い切れないほどソフトウェアを持っているのは本しかないからです。Mình nhìn vào các cái dấu phẩy này. Dì càng ở đây là cái khoảng thời gian mà rất là dài, không thể nào đếm xuể này. Thì có một cái loại phần mềm, đa kê ở đây là chỉ có một cái loại phần mềm mà có thể tae ra đây được, có thể chịu đựng được, hầu hết chịu đựng được một cách rất là tốt. Cái từ dư bừng ở đây là đầy đủ, viên mãn, trọn vẹn. Nhưng mà mình sẽ hiểu là chịu đựng một cách rất là tốt trong cái khoảng thời gian dài như vậy. Sore dokoro ka, đâu chỉ có vậy không thôi, là đâu chỉ là có một cái phần mềm mà có thể chịu đựng được tốt như thế. Mà donna ni isso zenbu otsukatte mo, là cho dù mình có sử dụng toàn bộ cuộc đời của mình đi chăng nữa, thì zettai ni tsukai kirenai hodo, thì nó cũng không thể nào mà sử dụng được hết. Tsukai kirenai đây là không thể nào sử dụng được hết. Hodo ở đây là để miêu tả sự so sánh rồi, nên là mình sẽ nhìn tiếp vào đây, đó là software o motteru no wa hon shika nai kara desu. Kara desu ở đây là bởi vì rằng là, còn hon shika nai là chỉ có mỗi sách thôi. Tức là có một cái thứ hon no wa ở đây nó chính là để chỉ cho cái hon này này, là cái cuốn sách này này. Như vậy mình sẽ hiểu là chỉ có mỗi sách là cái thứ mà có chứa, motteru là có chứa một cái phần mềm mà cho dù mình có sử dụng suốt đời đến thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào sử dụng hết được. Và cái kara ở đây nó để nối cho cái câu đằng trước ấy. Cái câu đằng trước ở đây mình nói về cái việc là kiểu gì thì kiểu, cho dù mình muốn hay không muốn thì nó cũng sẽ xen vào trong cái, hoặc là đi vào trong cái cuộc đời của chúng ta. Bởi vì rằng là chỉ có sách thì nó mới có chứa một cái phần mềm kiểu như vậy. Một cái phần mềm mà có thể chịu đựng được trong suốt một cái khoảng thời gian dài phía trước mà mình không thể nào đếm xuể, và đến mức mà mình có sử dụng cả đời thì nó cũng không hết được. Nani shiro hon toyu software wa 10 nen ya 30 nen no sanbutsu dewa nai no desu.
cái phần mềm được mang tên là sách đấy, Nanishiro là dù nói gì thì nói, dù nói thế nào đi chăng nữa, thì cái phần mềm mang tên sách đấy nó cũng không phải là một cái sản vật của 10 năm hay là 30 năm. Sukunaku mitsumotte mo 2-3000 nen kakete tsukurare tsuzukete iru no desu. Sukunaku đây là ít nhất thì này, mitsumoru là ước chừng này, ước lượng này, cho dù mình có ước lượng ít thế nào đi chăng nữa thì những cái cuốn sách thì vẫn đang liên tục được tạo ra trong suốt từ 2 đến 3.000 năm nay. Thì chúng ta thấy ba cái câu cuối của mình kết thúc là cái câu đầu tiên là kara desu này, câu thứ hai là no desu này, đến câu cuối cùng nó vẫn là no desu. Thì cả ba cái câu đấy đều để giải thích cho cái câu đằng trước, nó chính là cái ý là kiểu gì thì kiểu sách nó cũng sẽ len lỏi vào trong cuộc đời của chúng ta cho dù mình muốn hay không muốn. Và sách nó là một cái software mà có thể giữ vững ní ta e ra đê được, có thể chịu đựng được rất là mạnh mẽ trong suốt cả một cái khoảng thời gian dài không thể đếm xuể trong cuộc đời phía trước. Bởi lẽ rằng là nó là một cái phần mềm có sử dụng suốt đời cũng không hết này. Bởi lẽ rằng là nó là không phải là một cái sản vật mà của 20 đến 10 hay là 30 năm, mà nó đang liên tục được tạo ra đến khoảng tầm 2-3.000 năm nay rồi. Đấy là còn ước lượng một cách rất là kiểu khiêm tốn ấy. Sukunaku mitsumotte là mình ước lượng một cách rất là ít, thì nó cũng đã được tạo ra trong suốt 2-3.000 năm nay rồi. Nên là cái ý chính của mình ở đây đó chính là cái việc đọc sách là một cái việc rất là quan trọng, bởi vì nó là một cái phần mềm có thể chịu đựng được rất là lâu dài trong cái khoảng thời gian dài phía trước trong cuộc đời của chúng ta. Vậy đáp án của mình cái câu cuối cùng ở đây là cái siêu chô, là cái suy nghĩ đúng nhất trong cái đoạn văn này của tác giả đó là gì đấy. Mukashi to kurabete genzai wa nani o suru ni mo jikan ga kakaranaku nari jinsei no jikan ga amatte hitobito no futan ni natte iru. Cái khoảng thời gian so với lại trước kia thì để mà làm việc gì đó trong hiện tại thì không mất nhiều thời gian, và cái thời gian của con người đang thừa thãi này, đang thừa ra hoặc là đang rất là dư giả, nên là đã khiến cho con người futan, đúng không, khiến cho con người phải gánh vác cái việc này. Thì cái câu đấy nó chỉ thuộc cái ý của cái đoạn nằm ở giữa bài này thôi, là có thể rằng là cái khoảng thời gian mình dài ra, mình có thể sống lâu hơn đấy, sẽ nhiều khi nó sẽ trở thành gánh nặng. Nên ở đây nó có cái từ là kamoshirenai, ở đây mình có cái từ là kamoshiremasen, là có khả năng trở thành gánh nặng cho con người, chứ nó không, chứ không phải là cái siêu chô, cái suy nghĩ của tác giả đang lập luận là nó đang trở thành một cái gánh nặng cho con người. Nên là cái câu này nó vừa là chỉ là một ý nhỏ trong bài, nó không phải là cái điều mà cả cái đoạn văn này người ta nói tới. Ngoài cái ý này ra nó còn nói những cái ý khác nữa, nên câu 1 này nó sai này. Genzai wa jinsei sono mono mo nagaku nari, monogoto o suru no ni kakaru shikan mo setchiyaku sarete ite, kore wa subarashii koto da. Hiện tại ngày nay cái cuộc sống của chúng ta trở nên dài ra này, chúng ta cũng có thể cái khoảng thời gian mà dành cho cái khoảng thời gian để mà làm các cái sự vật sự việc, làm các cái thứ thì là cũng đang được tiết kiệm này, nên là điều đó thật là tuyệt vời. Đúng là có cái ý là cái cuộc đời của chúng ta đang nagaku nari, và cái khoảng thời gian chúng ta dành cho cái việc làm một cái việc gì đó thì nó đang được tiết kiệm đi, nhưng mà cái subarashii này thì người ta không có nói tới. Câu số 3 là gì? Gendai no nagai jinsei o sugosu ue de dokuso no hatasu yakuari wa okiku, là cái vai trò của sách nó đang rất là lớn khi mà cuộc đời trong thế giới hiện đại ngày nay trở nên dài ra ấy, thì cái vai trò của việc đọc sách nó rất là lớn này. Chỉ có sách thì mới có thể chịu đựng được trong suốt một cái khoảng thời gian dài như thế. Thì nó chính là cái đáp án ở cái đoạn cuối cùng của mình ấy, cái phần tổng kết của tác giả ấy. Nên là cái câu số 3 này là đúng nhá. Câu số 4 là gì? Kagaku no shinpo mo subarashii ga sonna ni isoide monogoto o shite mo jinsei ni oite nan no imi mo nai no dewa nai ka. Mặc dù là cái việc mà tiến bộ của khoa học rất là tuyệt vời, nhưng mà cho dù mình có làm các thứ hoặc làm những cái monogoto, cho dù mình có làm mọi việc một cách nhanh chóng như vậy, thì
nó phải chăng là nó cũng không hề có ý nghĩa gì trong cuộc đời thì cái câu này hoàn toàn không nhắc tới rồi, nên là câu số 4 này là bị sai, nó chỉ còn cái đáp án số 3 thôi. Và trong cái bài này mình sẽ gặp một số từ mà mình nghĩ rằng là nó sẽ rất là hay gặp trong các cái bài đọc và trong đề thi, đó là tô hôm muốn ai gì cẳng, là cái thời gian không thể đếm nổi, không thể đếm xuể. Khi mà tra từ điển mình thấy cái từ tôn đều muốn ai và tô hôm muốn ai là hai từ nó có cái ý nghĩa tương tự nhau, thể hiện cái sự phi lý, sự khác thường, khác lạ. Còn mô tê ama sự là thừa thãi, động từ của mình nó là thừa thãi. Hiô na cự ở đây là dù muốn hay không muốn, trong cái bài của mình là dù muốn hay không muốn thì là nó vẫn wadi kon de iru ấy, nó vẫn jin se ni wadi kon de iru, là nó vẫn cái việc mà đọc sách nó vẫn cứ chen vào cái cuộc đời, len lỏi vào trong cuộc sống của chúng ta. Còn nani shiro đây là nói gì thì nói, dù sao đi chăng nữa thì thế nọ thế kia. Và đó là cái nội dung của cái bài ngày hôm nay. Bài này là một bài dài của đề thi nên là rất là mong các bạn có thể tham khảo và có thể phân tích nó một cách thật là kỹ càng để sau này nếu mà bắt gặp những cái dạng bài tương tự hoặc là các cái cách hành văn tương tự thì chúng ta có thể rút kinh nghiệm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào cái buổi video tiếp theo.